Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chuyên gia vật lý trị liệu và điều trị chấn thương thể thao Nguyễn Trọng Hương của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ hướng dẫn những kỹ năng xử lý khi bị bong gân cổ chân. Tiếp đó, cựu tuyển thủ quốc gia Trịnh Tấn Thành, người có biệt danh là người cao su hay cờ lốc đen, sẽ hướng dẫn quý vị những kỹ thuật cơ bản cho cầu thủ với các động tác tâng bóng kết hợp, tâng bóng hoàng đầu và kỹ thuật đánh đầu. Cuối chương trình là câu chuyện thể thao nói về công tác xã hội hóa, xây dựng sân bóng đá hiện đại, thúc đẩy phong trào đá bóng ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chơi bóng đá, bên cạnh việc giúp rèn luyện sức khỏe, thì người chơi cũng đối mặt với nguy cơ gặp chấn thương. Một trong những chấn thương thường gặp khi chơi bóng đá là bong gân cổ chân. Sau đây, chuyên gia vật lý trị liệu Nguyễn Trọng Hương của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, người đã giúp phục hồi chấn thương cho nhiều tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Đình Trọng, sẽ giúp chúng ta có những kỹ năng xử lý khi bị bong gân cổ chân. Xin chào Trọng Hương. Cảm ơn Trọng Hương đã tham gia tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Dạ, xin chào anh Năng Mạnh. Xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trọng Hương này, bong gân cổ chân ấy là một cái chấn thương khá là thường gặp khi mà chơi bóng đá. Vậy thì làm thế nào để cầu thủ có thể biết được rằng là mình đã bị bong gân cổ chân? Khi chúng ta bị đau ở quanh vùng mắt cá trong, mắt cá ngoài, xung quanh hai cái mắt cá đó thì 70-80% là chắc chắn chúng ta đã bị bong gân cổ chân. Vậy thì khi mà bị bong gân cổ chân á, các cầu thủ cần phải xử lý như thế nào? Ngay lập tức chúng ta dừng các cái hoạt động thể thao. Bước tiếp theo, cố định cái khớp đó lại để nó không tổn thương thêm bằng một cái băng chung. Thì chúng ta quấn quanh khớp lại mà chúng ta có thể dễ dàng thay thế ở nhà bằng các cái vải dày hoặc là các cái dụng cụ mà ngay lập tức chúng ta có thể tìm được để thay thế ngay. Chúng ta cho một cái vòng quanh khớp trước, sau đấy ôm trọn cả cái khớp cổ chân lại và cuối cùng là cố định lại. Đây ạ, sau khi chúng ta cố định, chúng ta có một cái dải cố định quanh cái khớp của mình rất là chắc để mà tránh trường hợp trong quá trình chúng ta di chuyển đi kiểm tra hay là đi lại ra khỏi sân bóng, tránh các cái chấn thương lặp lại ngay sau khi mà chúng ta vừa bị. Còn đối với những người xung quanh hoặc là những cầu thủ thi đấu cùng thì có thể giúp đỡ cho người bị bong gân cổ chân như thế nào vậy Trọng Hương? Đầu tiên chúng ta phải ra hiệu lệnh là trọng tài ơi, các bạn ơi, chúng ta dừng, có người đã chấn thương rồi. Sau đấy sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi mà chúng ta quan sát trước là có còn chống chân xuống đi được hay không, là một trong những dấu hiệu ưu tiên hàng đầu. Nếu mà bạn ấy vẫn còn chống chân để đi được, tức là cái chấn thương không ảnh hưởng quá nhiều và không quá nặng nề. Nhưng khi mà chúng ta nhận được câu trả lời từ bạn của mình đó là không thể nào mà chống chân xuống để tiếp tục đi được, thì đây là một cái dấu hiệu để chúng ta biết là một cái chấn thương nghiêm trọng, đòi hỏi chúng ta phải liên hệ nhân viên y tế hoặc là các cái cơ sở chăm sóc y tế để mà có được cái sự hỗ trợ. Cái việc chườm lạnh là một trong những cái phương án mà đơn giản nhất, dễ tiếp cận nhất, đó là chúng ta dùng đá lạnh được bọc trong một cái túi ni lông chẳng hạn, hoặc là một cái túi chườm, hay đơn giản nhất là anh em cầu thủ hay dùng, đó là cái tất chúng ta thi đấu là chúng ta cho đá vào đấy xong rồi chườm trực tiếp lên cái vị trí đau. Trong khoảng từ 3 đến 5 phút thì cái cảm giác đau nó sẽ được giảm xuống. Khi mà cầu thủ bị bong gân cổ chân đó thì cần phải kiêng những điều gì vậy Trọng Hương ơi? Khi chúng ta chấn thương thì tất nhiên chúng ta cần phải ngừng lại một khoảng thời gian để chờ hồi phục, tức là chúng ta không thể chơi thể thao liền ngay lập tức được. Cái thứ hai đó là chúng ta có thói quen sẽ là thử lại cái cảm giác đau đó, chúng ta cố bẻ hoặc là xoay cái khớp của mình để coi có nó hết chưa. Nhưng mà mọi tổn thương đều cần cái thời gian hồi phục. Nếu mà mỗi ngày chúng ta đều đem nó ra kiểm tra, kéo căng nó ra hoặc là xoay các kiểu thì nó sẽ rất là lâu lành. Những cái động tác xoay vặn mạnh như thế nó sẽ làm tổn thương thêm cái dây chằng, thậm chí chúng ta đang rách thì cái sau khi cái kỹ thuật đó nó có thể đứt rời hẳn, thì biến cho cái mức độ chấn thương của chúng ta trở nên nặng nề hơn. Thường thì khi mà các cầu thủ bị bong gân cổ chân nó mất khoảng bao nhiêu thời gian để có thể hồi phục được? Một cái chấn thương cổ chân thì nó mất thời gian trung bình trong khoảng từ 10 ngày đến 20 ngày để mà hồi phục, để chúng ta quay lại với những cái công việc sinh hoạt hàng ngày. Tất nhiên là đối với vận động viên chuyên nghiệp hoặc là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thời gian này sẽ
kéo dài hơn so với người thường. Khi mà cầu thủ hoặc là những người đam mê thể thao, đam mê bóng đá mà bị chấn thương, ví dụ như là bị bong gân cổ chân chẳng hạn, thì họ không được tham gia bóng đá này, cảm thấy rất là buồn chán. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đấy thì họ cần phải làm gì? Thứ nhất là để vẫn duy trì được thể lực, và thứ hai là cái tinh thần nó được phấn chấn. Y học hiện đại bây giờ ủng hộ một điều rằng khi các bạn chấn thương, hãy duy trì những cái hoạt động nào mà chúng ta có thể làm được để cho cơ bắp chúng ta vẫn còn sức mạnh, thể lực chúng ta vẫn còn duy trì sức bền tốt nhất, để khi chúng ta hồi phục sau chấn thương chúng ta có thể quay lại một cách mạnh mẽ nhất. Nếu các bạn có thể đạp xe được, hãy đạp xe để duy trì thể lực. Các bạn có thể tập gym, huấn luyện sức mạnh thân trên được, các bạn cứ tiếp tục tập gym. Nếu các bạn có thể bơi được, chạy bộ dưới nước được, hãy tiếp tục duy trì các hoạt động đó để cho cơ thể chúng ta vẫn duy trì một cái trạng thái hoạt động cao. Khi chúng ta vừa hết chấn thương thì chắc chắn rằng chúng ta quay lại thể thao sẽ mạnh mẽ và quay lại với phong độ trước khi chấn thương. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Trọng Hương rất là nhiều vì những cái thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi. Trong tạp chí thể thao và cuộc sống số đầu tiên về bộ môn bóng đá, huấn luyện viên Phúc Lâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã hướng dẫn quý vị kỹ thuật tâng bóng. Tạp chí số này, huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam, người có biệt danh là người cao su hay cơ lốc đen, đã từng giành huy chương bạc SEA Games năm 1995, sẽ hướng dẫn quý vị những động tác cơ bản cho cầu thủ ở độ khó cao hơn như tâng bóng kết hợp, tâng bóng bằng đầu và kỹ thuật đánh đầu. Xin chào huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành ạ. Xin chào. Hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái bài tập gì tiếp theo đây ạ? Thứ nhất là cái phần khởi động thì cho các em tâng bóng kết hợp về mu, lòng, đùi. Còn hôm nay bài tập là đánh đầu. Tại càng lên level cao thì tâng là mu, lòng, đùi, vai, đầu, ngực. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với động tác tâng bóng kết hợp bằng chân đúng không ạ? Tâng chân thuận trước. Rồi, đổi chân nghịch. Từng bóng này thì nó còn phối hợp vận động nữa, thì càng cái lên cái level cao hơn thì tất cả các bộ phận trên cơ thể đều phải chạm bóng. Đầu má ngoài rồi lòng ngực rồi vai, nên nó phối hợp vận động, nó làm cho cầu thủ mềm mại hơn. Và cái quan trọng nhất là nó rèn cho cầu thủ cái ý chí, tại vì tâng bóng rất là dễ chán. Bạn qua level 1 rồi, bạn phải ý chí qua cái level 2. Bóng bằng đầu thì mình phải thấp trọng tâm. Trọng tâm mình phải thấp chút và giữ thăng bằng. Cổ phải ngựa ra hết tưng ngay cái trán và mình trọng tâm. Chứ có nhiều bạn mới vào tưng bóng thì hay nhón lên. Nhón lên nó bóng nó rớt xuống thì mình rớt xuống về thì nó không nảy lên được. Nên là thấp trọng tâm, mình chỉ giữ cổ mình cố định thôi. Mình tưng nhúng nhúng bằng cái đùi thôi và giữ thăng bằng và cũng không di chuyển nhiều. Tại mình di chuyển nhiều thì bóng mình không tưng nhiều được, mình phải thấp. Bây giờ thì các bạn quan sát các em 12 sẽ tưng bóng ban đầu. Bạn Quang, cái thứ nhất là giữ thăng bằng rất là tốt và tưng là bạn thấp trung tâm và bạn điều khiển cái bóng theo ý mình. Chứ có nhiều bạn như là có bạn tưng chưa thuần thục, kiệt ra, tưng bóng ban đầu. Đấy, thì các bạn chưa thuần thục thì là các bạn không có giữ trọng tâm được và bóng thì nó là lúc nào nó cũng phải bóng nó di chuyển, mình không điều khiển được cái bóng, tại vì nên lúc nào bạn cũng nhón lên,
nhón lên, khi mà mình nhón lên đội khi mình bóng mình nhón lên thì mình lại dày thì thấp trọng tâm xuống thì bóng nó đang rớt xuống nó trùng lại. Anh đánh đầu anh phải giữ cứng là cái cổ anh và ngã người ra gặp lại đó, chịu cứng lại thì bóng nó mới có lực. Bóng nó chưa tới mà chồm tới vậy thì nó không có lực. Mình đổi nó không có lực bóng thầy. Không có lực khi mà mình ngã ra. Khi mình ngã ra bóng nó tới, ngã ra bóng nó tới. Gặp lại thì bóng nó sẽ có lực hơn và mình đánh ngay cái chán mình và ngay tâm bóng thì nó đi rất có lực. Thực tế thì anh phải di chuyển và phán đoán bóng, ví dụ như xuống biên thì anh phải di chuyển như thế nào và anh sáng phán đoán bóng, bóng nó vào thì anh vào anh bật làm sao, nếu nó sạt thì anh cắt mặt anh lao anh đánh đầu, còn nếu mà nó cao thì anh vào anh bật lên anh đánh đầu. Phán đoán bóng và di chuyển. Con bông Thưa quý vị, không khí tập luyện của đội bóng U12 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã trở nên rất sôi động với trò chơi vừa rồi. Và kết quả cuối cùng thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 3-3. Một lần nữa thì rất là cảm ơn huấn luyện viên Trịnh Tuấn Thành. Thưa quý vị, với mục đích đa dạng các sân chơi thể thao cho trẻ em và thanh thiếu niên, thôn Công Đoạn 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân trong thôn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để xây dựng sân bóng mini cỏ nhân tạo khang trang, hiện đại, góp phần phát triển bóng đá phong trào tại địa phương. Sân bóng đá thôn Công Đoạn 2 có diện tích 1.500m2, nằm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2002. Sân bóng hiện đại này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, lưới bao quanh và mở cửa miễn phí cả ngày. Từ khi thôn có sân bóng, trẻ em và thanh thiếu niên trong thôn thường xuyên ra đây đá bóng, vui chơi thể thao. Anh Nguyễn Hữu Tài, một thanh niên trong thôn đã tổ chức các lớp bóng đá cộng đồng miễn phí tại đây với mục đích tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích dành cho trẻ em có niềm yêu thích bóng đá. Đầu tiên là cũng là cái đam mê của mình và thứ hai là mình cũng muốn xây dựng một cái lớp thế hệ trẻ cho các cháu, dạy các cháu về kỹ năng chơi bóng và để phát triển cái thể thao của địa phương. Đều đặn một tuần 2 buổi, anh Tài trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ tập luyện những kỹ năng, kỹ thuật chơi bóng đá cơ bản và các bài tập phối hợp chiến thuật, vừa giúp các em rèn luyện toàn diện về thể chất, vừa tạo điều kiện cho các em nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể. Chính vì thế, trẻ em trong thôn Công Đoạn 2 rất hào hứng tham gia lớp bóng đá này. Cháu rất thích môn bóng đá, cháu hàng ngày cháu rất thích tập luyện các bạn. Cháu thấy tập bóng đá cháu rất tốt và về ăn rất khỏe. Sân bóng đá khang trang cùng lớp học bóng đá cộng đồng thể hiện sự quan tâm, chung tay của chính quyền địa phương và người dân trong việc tạo các sân chơi thể thao bổ ích, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng nói chung và tập luyện môn bóng đá nói riêng. Khi mà chúng tôi có những cái nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp thì việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến đó là làm tạo một cái sân chơi cho các tầng lớp thanh thiếu niên, thu hút các cháu để vào sân chơi không tham gia những cái trò chơi game. Trong thôn Công Đoạn 2, hiện có 6 đội bóng ở các lứa tuổi khác nhau, từ nhi đồng đến thanh niên, luân phiên tập luyện tại sân bóng của thôn vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, tạo nên không khí đá bóng sôi nổi, bổ ích.
Câu chuyện thể thao vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.